Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng sang. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, lạy Thánh Chúa. Khi ấy Giêsu vừa xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám lại xin được ở với người, nhưng người không cho phép. Người bảo: anh cứ về nhà với thân nhân và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và người đã thương xót anh như thế nào. Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền trọng tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em giáo viên vui qua có phần sơ đọc Thánh Lucia và giáo hội buổi lễ hôm nay là một vị thánh được giáo hội tôn kính một cách đặc biệt. Ngài là một trong số rất ít thánh nữ từ đạo được nêu tên ở trong Kinh Thánh Thể Roma, là Kinh Thánh Thể thứ nhất, cùng các thánh như là Agatha, Lucia, Perpetua, Felicita v.v. Thánh nữ sinh ra vào khoảng cuối thế kỷ thứ ba và đầu thế kỷ thứ bốn, xuất thân từ một gia đình quý tộc giàu có sang trọng. Thế nhưng ngay từ thuở niên thiếu, Thánh nữ đã muốn được hoàn toàn thuộc trọn về Chúa nên Ngài đã tự nguyện dâng hiến cuộc đời của mình và khấn giữ mình độc chi để được hoàn toàn thuộc về Đức Kitô. Và mẹ người không biết lời khấn của Ngài, cho nên khi Ngài đến tuổi lập gia đình thì mẹ Ngài đã gả Ngài cho một thanh niên cũng thuộc dòng dõi quý tộc giàu có nhưng là người ngoại đạo. Khi chàng thanh niên này biết rằng Lucia không muốn kết hôn, cho nên người ta đã tức giận và tố cáo Ngài trước thẩm quan tổng trấn. Thế là quan tổng trấn ra lệnh bắt Ngài, và để làm điều Ngài, họ thì đưa Ngài đến toàn một cái lầu xanh để người khác có thể làm đụng Ngài trước mặt mọi người. Thì Thiên Chúa đã làm phép lạ là cho Ngài trở nên nặng như là một cái khối đá khổng lồ, người ta không thể nào mà đưa Ngài đi đến cái lầu xanh được. Rồi người ta lại đốt một bó củi thật lớn với ý định là sẽ thiêu sống Ngài. Và một lần nữa quyền năng của Thiên Chúa đã xì giữ và Ngài không hề hấn gì. Và cuối cùng họ đã phải kết thúc cuộc đời của Ngài bằng một lưỡi gươm. Thế nữ Lucia qua đời lúc mới 21 tuổi, tuổi thanh xuân, tuổi rất đẹp. Và thánh nữ đã nhận được hai triều thiên tử đạo và triều thiên dành cho Đức Đồng Trinh. Chúng ta thấy khi mà người ta đã yêu mến Chúa thì người ta sẽ sẵn sàng cướp từ tất cả những giàu sang, vinh hoa phú quý, tiền bạc của trần gian được thuộc trọn về Chúa mãi mãi, bởi vì họ biết rằng chỉ có Chúa mới đem lại hạnh phúc đích thực cho con người. Cho nên thánh Lucia đã chọn theo Chúa và đã sống chết với Chúa, và cuối cùng đã đem chính máu đào của mình để làm chứng cho chung thủy của mình đối với
Đức Kitô là vị của một thế giới của Ngài. Chúng ta thấy trong kiểu sự các tự hành tự đạo Việt Nam cũng có những người tự đạo rất trẻ và cũng rất anh hùng như là Thánh Lucia. Cụ thể như là của Thánh Thomas Trần Văn Ngài là một chúng sinh với người nào tuổi đời. Tôi mang trần đặc biệt của với một người nào tuổi đời. Cho nên khi Ngài bị bắt thì vua quan thấy Ngài trẻ quá mà lại khôi ngô tuấn tú, cho ông nói với tôi mang thì như thế này: đẩy cháu, tại khi cháu còn quá trẻ, lại đẹp trai tuấn tú như thế này thì chết đủ uổng quá. Thôi thì ta đề nghị như thế này: bây giờ cháu hãy bỏ đạo đi, cháu bước qua trần gian đi, rồi ta sẽ thả con gái cho người ta. Không biết con tiên và gái hôm nay cũng 17-18 tuổi, rất xinh đẹp, ta sẽ thả cho. Rồi không những thế, ta sẽ đề nghị với vua để cho ngươi được tham quan kiến trúc. Thế một lời đề nghị rất hấp dẫn, đó là biết đúng một thanh niên mới 17-18 tuổi đang khao khát tình yêu, khao khát danh vọng như mọi người. Thế mà thấy tôi mà thử nói là: thưa quan, tôi chỉ muốn làm quan ở trên thiên đàng, tôi không thích làm quan ở trên đàng. Và thế Ngài chấp nhận thì chết và cứ từ tất cả những bản tinh hoa hung khí mà quan đã để đối với Ngài. Để chúng ta thấy khi người ta đã thực tâm yêu mến Chúa thì họ coi tất cả những cái vật chất tiền bạc danh vọng tình yêu nó là như rơm rác, cho nên họ sẵn sàng đổi tất cả những đó để bảo vệ được tình yêu của mình, bảo vệ được đức tin của mình đối với Thiên Chúa. Trở lại bài kinh hôm nay, đã thấy khi một người đã được Đức Kitô chữa cho khỏi thủy ám thì đã xin tự nguyện ở lại để đi theo Chúa để làm môn đệ của Chúa. Thì Chúa nói là: không, anh ấy về với gia đình và nói cho mọi người biết những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã làm cho anh. Và rồi anh ta đã ra đi và nói cho hết mọi người biết là Thiên Chúa đã làm cho anh, đã chữa lành anh ta như thế nào. Ca tụng lời khen Thiên Chúa. Và đó có lẽ là điều chúng ta phải làm hàng ngày. Và đặc biệt đối với anh chị em giáo dân của mình và giáo phận cho chúng ta làm trong cái gì mà tổng kết cuối cùng. Trong một năm qua chắc chắn chúng ta đã làm được rất nhiều những điều tốt đẹp, những việc thiện, những từ bác ái, từ thiện, xã hội, giúp đỡ nặng lùn, đóng góp biết bao nhiêu cho giáo phận, cho giáo xứ và cho giáo. Thế nhưng mà đồng thời, để có được những việc tốt đẹp đó thì chúng ta cho anh chị ở rất nhiều hồn ân. Những hồn ân mà anh em có thể cảm nhận được và cũng có thể cái hồn ân anh em không cảm nhận được. Tôi nói cụ thể như các em ngay sau một năm sinh hoạt đồng với chị em, chúng tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn bình an, vẫn còn đến đây để sinh hoạt quy luật. Thì các chị em phải đi ra ngoài hàng ngày, biết bao nhiêu những nguy hiểm rình rập ở ngoài đường, nào là tai nạn, nào là cướp giật, nào là bao nhiêu. Và Chúa vẫn gìn giữ cho anh chị em được an toàn tới ngày hôm nay, thì nguyên đó là một cái hồng ân đặc biệt. Bởi vì không ai có thể chắc là khi mình ra đi ra ngoài đường là mình có thể về nhà an toàn. Bởi vì biết bao nhiêu người cứ tưởng là như vậy mà không ngờ phải
làm lại. Còn Chúa vẫn tìm kiếm anh chị em, thì những gia đình anh chị em không năm qua được bình an, được mọi sự tốt lành. Và vì thế đây là cái gì để chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Đây là gì chúng ta cũng làm như là cái anh mà được Chúa chữa khỏi cái con tim mình. Chúng ta về nhà chúng ta đi hết mọi nơi công bố cho mọi người biết những điều tốt đẹp thì Chúa đã làm cho chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho bản thân mỗi người chúng ta trong suốt cuộc đời của mình và đặc biệt trong năm qua. Đức Giáo Hoàng Francisco đã từng nói: anh em hãy nhìn lại quá khứ với tất tâm tình chuyên cả ta, hãy tận dụng, hãy sống những giây phút hiện tại với tâm tình hăng say, và hãy nhìn về tương lai với niềm hy vọng. Và vậy bây giờ chúng ta nhìn lại quá khứ, tình nhìn lại một năm qua với tất cả những tâm tình tri ân cảm tạ của mình đối với Chúa, đã đến qua chúng ta không biết bao nhiêu hồng ân. Thực ra những hồng ân qua chúng ta không thể nào kể hết được. Giống như Thánh Từ 39 đã từng nói: những công trình này thực hiện và những việc này dự định cho chúng con thật là nhiều vô kể, dù con muốn loan đi kể lại nhưng quá nhiều, nhưng rồi làm sao? Vâng, thực ra chúng ta không thể kể hết được những ơn này, phần hồn, phần xác, tinh thần, thể chất. Chúng bạn cho mọi người chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho quê, cho giáo hội, cho xã. Và những cái tâm tình tốt nhất lúc này đó là cảm tạ tri ân Thiên Chúa đã ban cho chúng ta tất cả những điều tốt đẹp đó. Và một cách để chúng ta tỏ lòng biết ơn Chúa tốt nhất đó là cái gì? Đó là tận dụng sống những giây phút hiện tại của Chúa ban cho chúng ta một cách tốt nhất có thể. Chúng ta cố gắng tận dụng thời gian Chúa ban để chúng ta sống gắn bó với Chúa hơn, dấn thân hơn nữa cho vinh quả, cho giáo xứ và cho giáo, trở thành người tốt hơn nữa. Và cuối cùng chúng ta nhìn về tương lai, nhìn về năm tới với tất cả cái niềm hy vọng, cái sự kính thác. Chúng ta biết là trong năm nào mà năm tới lễ thôi sẽ có rất nhiều khó khăn, những thử thách, những thách đố về mọi mặt chúng ta sẽ phải đối diện. Mặc dù những thứ khó khăn nó rất nhiều, rất là cam go, nhưng chúng ta không tuyệt vọng, chúng ta không nản chí, bởi vì đã có Chúa ở cùng. Cho nên chúng ta nhìn trước những cái vất vả khó khăn đó với tất cả niềm hy vọng, với tất cả sự kính thác của mình. Phải chính sự hy vọng, cái niềm hy vọng, sự kính thác đó là chúng ta cảm thấy an tâm, là chúng ta cảm thấy bình an ở trong tâm hồn. Và giống như là cái gì của Trần Đức Lợi nói: có Chúa ở tôi cùng tôi chẳng sợ gì, thách người đời làm chi tôi được. Đấy, một khi ta có Chúa ở cùng, một khi ta có Chúa đồng hành, một khi ta có Chúa ở bên chúng ta, bên nơi chúng ta, thì chúng ta cảm thấy hoàn toàn an tâm và không còn sợ hãi gì nữa. Thế thì chúng chúc anh chị em cũng là có dân, có dân, chúc lợi trong năm tới đây chúng ta sống tốt hơn, chúng ta làm việc thiện nhiều hơn, chúng ta dấn thân nhiều hơn nữa để thi hành cái sứ vụ của mình là những anh chị em và giáo dân đóng góp vào sứ vụ chung của giáo, để chúng ta trở thành những chứng nhân, những người loan báo hồng ân của Chúa, loan báo ơn cứu độ của Chúa, chúng ta trở thành những người ca tụng Thiên Chúa. Thì tất cả những điều tốt đẹp của bản thân chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho bản thân mỗi người, cho rằng, cho mọi người quý bạn và cho quê hương đất nước Việt Nam chúng ta. Xin Chúa vì lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, vì lời truyền cầu của Thánh Nữ Lucia ở trên cửa đạo chúng ta buổi lễ hôm nay, và chúng ta thêm ngã nào, thêm nghị lực để chúng ta
hiện sứ mệnh cao cả của chúng ta là báo cáo tin mừng và báo ơn cứu độ cho tất cả.